Hello, xin chào tất cả các bằng hữu đã quay trở lại với cái channel của mình nha. Hello những bạn hữu nha. Nhảy đâu đây anh em? Sướng cờ khí. Nhảy luôn đi. Nhảy. Nghĩ là đông á. Hôm nay mình sẽ squad cùng báo chí 777 streamer nổi tiếng nhất Việt Nam và streamer báo doanh nha các bạn. Mình streamer mới nổi nha mấy bạn. Chơi cùng với hai đàn anh kỳ cựu streamer báo danh có biệt đài là hát hay nha các bạn. Streamer báo chí là chết trước đi lại. Báo chí là một streamer phát hiện kẻ địch rất nhanh mà cũng chết rất là nhanh. Nói là tiếng súng nó nổ ra nha các bạn. Tiếng đã có hiện tượng nổ súng, hiện tượng nổ súng. Có thằng trên đầu mình kìa, có thằng trên đầu mình kìa. Hiện tại streamer điều ai sẽ là người ra đi đầu tiên đây. Anh chúng ta hãy chờ xem nhá. Mình vẫn chưa có súng. Có mấy chó. Có một thằng gần mình kìa, có một thằng gần mình. Có một thằng gần cốt 1503 nhưng mà mình nghĩ với khả năng bắn rất là nó có súng, mình chưa có súng. Ở đâu vậy anh? Ở đâu? Nó còn súng lục, kìa. Nó giữ nguyên vị trí nha. Có cam á. Đang ra. Rồi, đồng tiền 2k6 đã mất máu, chửi đồng tiền có người nè. Mà đồng tiền dở xa lắm, không cứu được. Bên đây. Đây, đây mình qua chỗ bạn nè. Rồi, nó nằm rồi, thấy nó nằm rồi kìa. Đâu rồi, giờ anh đâu rồi? Nhảy được đi mà sao mà đi xuống gió vậy? Đâu rồi giờ anh, nó đâu? Nó chết rồi. Chết rồi, ai bắn nó chết rồi á. Thằng bảo chí với thằng nào nữa? Anh em có thể thấy là một pha solo highlight cực kỳ nguy hiểm đến từ PT của T. Ê, mình lập lại được bình thường rồi. Mày biết không, tại mình bật quay mới được á. Còn nào không? Tiền! Đồng tiền đã chết nha, đồng tiền đã chết. Rất đáng đời nha anh em. Không thể cứu được. Trời ơi, chết. Á đồ, có người. Bắn nó lên rồi. Bắn đi. Ủa thằng này mặc đồ vỏ nè. Đồ vỏ. Hay quá các bạn ơi. Đồ vỏ nè. Nhà trường các bạn ơi. Nhà trường. Trời, đang qua nha. Ủa nhà trường có đứa hồng chết rồi mà. Còn nè hả? Máu nè tí nơi. Lia nha. Xuống luôn. Công. Ê, nhưng mà công cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Nó chạy rồi. Đâu rồi. Hello, surprise. Ta máy bên cạnh. Rồi nha anh em, mình đã clear hết cả bên nào khu này rồi nha anh em. Và các bạn không cần phải lo lắng gì nữa. Bên đây thấy đồng hồ. Rồi, bốc máu. Báo chí 77 đã bốc máu rồi. Ê, trong này vẫn có người nha các bạn. Mình sẽ xử lý bên này. Hơi xa lắm các bạn ơi. Mình sẽ qua khu trường học để giúp cho team nha các bạn. Công luôn, ngại gì nữa. À, mình thấy rồi nha. Mình điểm chờ mấy bạn đằng sau nè. Rồi, chết rồi. Một pha clear. Các bạn có thể thấy là một pha bắn rất hay. Còn một thằng trên nhà nữa nha. Đi lên luôn. Ôi, nó bắn rồi. Một team lận. Một team ba thằng. Trên chỗ dưới cái cầu thang của mấy bạn luôn nha. Thấy mình chưa ta? Rồi, knock một rồi. Giết luôn nha các bạn. Mình giết luôn, mình là mình không có pha gì hết á. Đâu á? Thằng thứ hai núp rồi. Coi kia 1503 đang bị bắn nha các bạn. Ê, mày nhảy rồi. Để bạn mày giết đi, mày đi mày bắn nó nha. Rồi,
một pha clear team cực kỳ nguy hiểm luôn nha anh em. Nó nói là team quá hiệu quả. Nếu các bạn thấy hay nhé, để lại một like, một subscribe kênh cho các bạn để ủng hộ mình ra những video mới nhất nha các bạn. Chứ mình nói game này game gì mình chơi dễ vậy. Mà có thể thấy là một pha phối hợp squad rất rất chi là hiệu quả. Anh em cho mình câu nói gì nữa chứ hả? Mình chỉ mới có 7 kill thôi, 3 kill thôi nha anh em. Nhà mình có cái xe gì thúi, đó đi qua thúi quá à. Ờ, mình cũng ngửi thấy mùi thúi. Mình cũng vậy. Xe nào á, ngồi gần gần đường nè, mùi thúi thúi. Mất máu nha các bạn, biết ngay mà mình là chuyên gia đọc tình huống. Những pha nhảy như vậy chắc chắn sẽ mất máu. À, ai có súng điện không? Bắn mình với Thác coi. Có, cũng không bắn nha anh em. Phải nói là không. Không. 4 kill nè. Nó nói là cực kỳ nguy hiểm với những pha bắn. Nó là rất chắc. Ở bên bên chỗ nhà máy điện còn người nha các bạn. Các bạn ơi. Đèn tối, đèn tối. Nhà máy điện còn người nha. Đây có thính kìa. Đâu ra nhà máy điện cho. Thính xe, thính xe. Mang từ trước. Nay mình sẽ xài combo. Combo một khẩu shotgun với một khẩu MM gì đây mình không biết nha. Ở đâu? Z3 anh em ơi. Ê cho mình. Mấy bạn ích kỷ thì cái này. Ở đây anh ơi, ở đây Vũ ơi, ở đây Vũ ơi. Ê, đây. Anh em nào muốn có Z3 như mình thì hãy cho mình subscribe đi chứ hả? Lâu lắm rồi mình mới chơi lại mấy trận kiểu này á. Mấy trận mình giết được 3-4 đứa.